vào 19 giờ 10 phút ngày 24 tháng 3, thi hài thủy thủ xấu số, đại phó Đặng Duy Kiên, 41 tuổi, thường trú tại Trung Hành, Đảng Lâm, Hải An, Hải Phòng, đã về tới nhà riêng. Dọc hai bên đường lối vào nhà, người thân, bạn bè, họ mạc và hàng xóm đã đứng rất đông đợi chờ anh. Tất thảy những người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Chiếc quan tài nhanh chóng được chuyển xuống khỏi xe và di chuyển vào trong ngõ để vào nhà. Theo đại diện gia đình, sau khi bàn bạc và thống nhất, lễ tang anh Kiên sẽ được cử hành tại quê nhà xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo vào chiều 25 tháng 3 và sau đó an táng tại quê nhà vào sáng 26 tháng 3. Theo lời chị Miền, vợ anh Kiên, khi còn sống, anh Kiên luôn mong ước sau này về quê sinh sống cùng cha mẹ, nên việc làm lễ tang và an táng anh tại quê nhà cũng để anh được toại ý. Trước đó ngày 13 tháng 2, tàu True Confidence, nơi anh Đặng Duy Kiên làm thuyền phó, khởi hành từ Singapore đến Zedan Ả Rập Xê Út. Ngày 6 tháng 3, khi đi qua Biển Đỏ, vùng biển được cảnh báo có lực lượng Houthi liên tục thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào các tàu hàng thương mại qua đây, thì không may tàu bị tên lửa bắn trúng. 3 thuyền viên trên tàu thiệt mạng, trong đó có đại phó Đặng Duy Kiên. Trước tai nạn và nỗi mất mát này, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam cùng các cấp các ngành đã nỗ lực thực hiện các thủ tục để đưa thi thể anh Kiên về nước. Tuy nhiên, do việc vận chuyển là thi hài nên phải đợi có chuyến bay chuyên dụng mới có thể khởi hành, nên đến chiều 24 tháng 3, thi hài anh Kiên mới được trở về tới sân bay Nội Bài. Các cơ quan đơn vị thuộc Cục cũng đã phối hợp với chủ tàu, đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương và chi trả các chế độ bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân Đặng Duy Kiên và các thuyền viên Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.